Đấy, bị thướng. Đó, chân nó đâu? Có cái nhồng chứ. Không, cái nhồng, cái mồm nó khác. Đó, trường nó nhanh nhạy không? Ok, cái xúc hết đi, chốc nó mình lựa ra nha. Đằng này nó mau. Rồi các bạn, đây chương trình buổi bao đăng bắt đầu lúc 4 giờ sáng. Hôm nay mình sẽ bao cái đăng này là đăng to nhất ở khu vực này luôn. Đăng này hôm qua bắt được rất là nhiều cá, đăng này hôm nay hôm qua bắt được khoảng gần 40 ký cá đó. Tại vì đăng có một con cá mập rất là to, khoảng 6 ký. Cá mập. Cá nhám. Nó gọi là cá mập con đó. Cá nhám là mấy ký à? Khoảng 6 ký. 6 ký. Còn hôm nay thì các bạn không biết là có hên hay không, có gặp con gì hay không, thì bây giờ mình vào trong mình khám phá mới biết được. Tại vì đăng này ngày xưa lưới xưa nó là bắt cá to thôi, nhưng mà nay nó chuyển sang lưới dày nên nó bắt được cả cá nhỏ nữa. Nên là các bạn bắt bữa nay sẽ cá rất là nhiều hơn ngày xưa rất là nhiều, vì nó có cá nhỏ nữa. Cá niềm kim đây ấy, cá niềm kim nhỏ. Lên kim, hay quá. Đi mà có đây em lên kim. Lên kim, kim, lên kim, lên kim. Ừ, vậy đi thướng. Đó, chân nó đâu? Có cái nhồng chứ. Không, cái nhồng, cái mồm nó khác. Đó, trường nó nhanh nhạy không? Ok. Cánh nhạy. Cánh đó. Nó cánh đó. Nắm cái đầu á, nắm cái đầu á. Đổ nó qua kia đi. Nó đâm chắc lòi ruột quá trơn à. Đổ qua túi đi. Hay quá, mới đi được đã vớt được con rồi. Nó bò ra ngoài rồi. Coi còn con nào không? Đấy, nó đi, nó báo vào bên. Ừ, cái dòng này nó dễ bắt lắm, nó lượn lờ trên mặt nước á. Rồi. Rồi. Con đó về nấu nổ là ngon đấy. Đấy, đấy họ có đem được không? Có đem được không? Có một cái bụng nhỏ. Vào đây, vào đây. Không, để mình chiếu cho rồi, cái rô nha. Rồi, rô xúc. Rồi, xúc đây anh em ơi. Ủa, chút xíu mà, không có nó kêu. Vô đây được mà, hai ba người vô bình thường. Ồ, vô đây anh em ơi. Cái nhỏ vậy. Có đùng đàn cá gì, có cá to, cá nhỏ. Bốc vô, có lớn Phúc ơi. Phúc ơi, nhanh lên Phúc ơi. Đừng gấp, gấp qua nè, gấp qua nè. Đó, gấp qua nè, đó lùi vô. Cái xúc hết đi, chốc nó mình lựa ra. Đằng này lưới mau như vậy, đàn cá nhỏ nó dính hết. Ôi giời, nó tung. Đâm vào chân đúng không? Cái chân nó chui vào quần luôn á. Chui vào quần nó dãy hình đạch á. Cái này cá chỉ vàng á. Bậy vậy á, nhìn mời cá. Đây, đây, đụng nó vô. Đó, đụng nó vô. Rồi, đủ cơm á. Chết vậy, 1 ký liền à. Cái này về cắt bụng chiên giòn rồi. Ủa, vô đây, trời, dặn cái gì đeo biến rồi. Ê, con cá đù to rồi, chết rồi. Dặm đau hả? Có con cá lóc kìa. Nè anh ơi, rút ra bớt đi. Đổ vào túi đi. Ồ, cái nóc nhiều quá, đeo lượm cái nóc vứt ra đây nha. Còn mà vứt tí nữa nó cũng vô nữa. Bỏ vô rãi. Ồ, cá mini không? Cá nhỏ, cứ bắt đi. Chắc nó cá to nó vòng ngoài, xem có con cá to nào không. Như con đàn luôn hả? Phúc, múc rồi. Cái này nhiều lắm luôn á anh. Bữa đang dưới mình phải răng lưới mà đúng không? Đằng này thì chốt nên nước nó cạn luôn.
coi. Có hình như có một cái đối. Gì chở? Bỏ vô với chạy. Cái vị trí. Bóc luôn á. Chị. Đây có mực nè. Mà con. Chết rồi. Chết rồi thôi đi em. Chết rồi. Ừ, chết rồi. Nó còn sống là nó phun vào mặt em rồi. Rồi vào túi hết đi. Chui đầy chân đi. Mấy con cá to này. Mấy con cá ấy không nhỏ. Sát xuống dưới rồi. Kho rồi chứ. Kho mà chín cả xương. Chưa. Chị thế. Sao chết rồi? Đào cái nóc á. Mà chết. Ê, chết còn ở dưới đây còn nhiều lắm á. Còn. Cái nhỏ. Đây. Cái nhỏ. Chút nữa xem này. Tỉ nóc không à. Nó phải đâu ăn được nữa. Không, nó không ăn được. Cái giống cá chốt. Ờ. Giống cá đê chứ. Giống cá mập chứ. Coi chừng nha. Coi chừng nó chết. Chết con nói chết á. Đúng rồi. Cá mập. Cá mập con nha. Nhưng mà đang ngồi mình coi thôi. Vào đây á mình nó nhỏ quá, mình không vớt ra nó nằm yên trong đây nó chết hết. Có con cá đúng cá chốt đây, coi. Con này vô biển. Ờ đúng rồi, cá vô biển. Cá ngon không? Mấy con cá này nhiều nè. Hôm qua vô là thấy cá mập này đúng không? Ừ, vô chuồng này phát là thấy cá mập này. Nó cắn không ta? Ồ. Mấy cái đường không ta? Cá mập cắn thì bao phê luôn chứ. Cái giá mình xương nữa. Cái giá mình ngon lắm. Xương nó có sụn nè. Đây, mình kiếm chuồng này đó. Trong nước nó vẫn đang rút xuống, nó chưa có trong được nước nữa. Đây con nữa nè, con này thì con lớn gì đó, cũng cá niềm kìm luôn nè.
đồ nó đang con nó bốc. Ok, con này mới chết mà. Nhìn người nó vẫn đấy. Được, được, thu được. Tôi thu về. Con này không thối. Chỗ thối được, cái này mới chết mà. Vậy gỡ đi. Cứ gỡ ra đi. Con kia thịt thị trang vậy nè. Ừ, sờ thịt con sống này là còn biết này. Sao con kia thì 2 tấn mà. Ê, hình như con cá đuối. Cá đuối dưới chân à? Có cá đuối hả? Ừ, mới đạp rồi nè. Đuối chưa? Đuối thôi. Đuối sập. Con cá đuối rơi rồi. Đạp vào, đạp vào nó. Giờ đi vòng ra đi. Cái liền chìm chứ không phải là cái nhồng quá ta. Cái nhồng cái miệng nó ấy hơn. Miệng nó ngắn hơn. À, nãy mình có định không? Liền chìm ăn ngon không ta? Liền chìm thì thịt nó bắt lên thì nó tanh rồi đấy, nhưng mà ăn thịt nó chắc lắm. Đi càng tươi sống rồi. Ừ, tươi sống. Rồi đi qua bên kia đi. Ra vòng ngoài đi. Giờ nước còn bọc chốc xíu nữa là quay lại đây nè. Đây nó mới đây nó đã rút. Đăng này là hay bắt được cá lớn đấy. Mấy nít cá lớn là đều ở đăng này hết rồi. Rác nhiều hơn rác mà.